Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mazda CX-5, chiếc xe crossover cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi cực kỳ phổ thông của bên nhà Mazda. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2024, dịp giữa tháng này, Topcar VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tại đại lý của mình dành cho Mazda CX-5 lại linh động hơn so với thời điểm dịp đầu tháng. Mình cập nhật về những chương trình khuyến mại, quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. CX-5 vẫn là chiếc xe có doanh số tốt bậc nhất ở cái phân khúc cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi. Một cái chiếc xe mà có kiểu dáng thiết kế có thể nói là thuận mắt đa số người dùng. Option của nó thì cũng chẳng thua kém bất cứ chiếc xe nào ở trong cái phân khúc này. Và quan trọng đó là cái tầm tiền của Mazda CX-5 thì gần như là lúc nào nó cũng dẫn đầu ở cái mức dễ chịu nhất khi mà so sánh với những cái đối thủ cạnh tranh. Với cái dòng xe Mazda CX-5 tại thời điểm dịp giữa tháng 5 này, mình xin phép cập nhật luôn để anh chị chúng ta nắm được. Nếu như mà chúng ta đang có kế hoạch lấy xe đi trước Tết, đúng không ạ? Thích lấy gầm cao 5 chỗ ngồi thì Mazda CX-5 bao giờ cũng là một cái sự tham khảo gần như là không thể bỏ qua. Phiên bản đầu tiên đó là Mazda CX-5 2.0 phiên bản Deluxe. Đây là phiên bản thấp tiền nhất anh chị nhé. Phiên bản này thì hiện tại đại lý sẽ về xe là xe sản xuất năm 2024 luôn rồi anh chị ạ. Chiếc xe này thì hiện tại đang có mức giá đề xuất niêm yết là 759 triệu đồng. Đại lý của mình có linh động giảm thêm vào tiền mặt. Và sau khi trừ đi cái linh động đó, lăn bánh ở tỉnh của bản Deluxe là 814 triệu. Ở Hà Nội là 849 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 834 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 814, Hà Nội là 849 và thành phố Hồ Chí Minh là 834 theo phương án trả thẳng của CX-5 2.0 phiên bản Deluxe quý chị các bạn nhé. Mua trả góp bản Deluxe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 231 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 266 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 251 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 231, Hà Nội là 266 và thành phố Hồ Chí Minh là 251 theo phương án trả góp quý chị các bạn nhé. Đó là phiên bản Deluxe, phiên bản thấp tiền nhất của cái dòng xe Mazda CX-5. Phía trên bản Deluxe đó là phiên bản Luxury. Bản Luxury của Mazda CX-5 thì hiện tại đang có mức giá đề xuất niêm yết là 799 triệu đồng. Bản này thì hiện tại giá của bản Luxury mà cũng chỉ ngang với cả phiên bản thiếu của chiếc xe Hyundai Tucson thôi anh chị ạ. Giá bán là 799 nhưng mà đại lý lại còn linh động giảm thêm về tiền mặt nữa. Và sau khi trừ đi cái linh động đó, lăn bánh ở tỉnh của nó là 867 triệu. Ở Hà Nội là 903 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 887 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 867, ở Hà Nội là 903 và thành phố Hồ Chí Minh là 887 triệu theo phương án trả thẳng. Trả góp của bản Luxury này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 243 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 279 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 263 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 243, Hà Nội là 279 và thành phố Hồ Chí Minh là 263 theo phương án trả góp. Đó là phiên bản Luxury của Mazda CX-5 máy 2.0. Bây giờ sang cái phiên bản tiếp theo, cũng là máy 2.0 nhưng mà là phiên bản Premium Active. Đây là một phiên bản mà hiện tại đang có chính sách giá linh động tốt nhất, đâu đó gần 20 triệu quý chị các bạn ạ. Bản này có mức giá niêm yết đề xuất là 839 triệu đồng. Phiên bản Premium Active này trừ đi chính sách giá linh động thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 907 triệu. Ở Hà Nội là 944 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 927 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 907, Hà Nội là 944 và thành phố Hồ Chí Minh là 927 theo phương án trả thẳng của Mazda CX-5 2.0 Premium Active. Mua trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 254 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 292 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 274 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 254, Hà Nội là 292 và thành phố Hồ Chí Minh là 274 theo phương án trả góp. Đó là Premium Active. Và sang cái phiên bản thứ tư, đó là Mazda CX-5 phiên bản Exclusive anh chị nhé. Đây là một phiên bản mà tại đại lý của mình cũng đang có xe sẵn giao ngay vào luôn. Mức giá đề xuất niêm yết của nó là 879 triệu đồng. Bản này cũng linh động đâu đó gần 20 triệu thì sau khi trừ đi cái linh động tiền mặt đó, lăn bánh ở tỉnh của nó là 955 triệu. Ở Hà Nội là 993 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 975 triệu đồng anh chị ạ.
tỉnh 955, Hà Nội 993 và Thành phố Hồ Chí Minh là 975 theo phương án trả thẳng anh chị nhé. Trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 265 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 303 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 285 triệu đồng anh chị ạ. À, tỉnh là 265, Hà Nội là 303 và Thành phố Hồ Chí Minh là 285 theo phương án trả góp. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn của Mazda CX-5 tại thời điểm dịp giữa tháng 1 này mà Top Caravan cập nhật, cũng như là những cái linh động giảm thêm về tiền mặt dành cho từng phiên bản tại đại lý của mình. Anh chị mà chúng ta quan tâm về chiếc xe này, chúng ta đang muốn xem xe lái thử cảm nhận trực tiếp, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.